Vùng trồng ớt thôn Hải Môn ven sông Vệ thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Hiện nay, nông dân đang thu hoạch ớt để bán cho tư thương. cách đây là coi như là 10 bữa là nói chung cái gió là 35 ngàn đồng một ký. Là hiện tại là cách đây hơ bữa là gió 22 ngàn đồng. Và bữa nay là 23, 33, 3 ngàn đồng. Ớt thu hoạch đầu vụ thường giá tăng cao và năm nay còn cao hơn so với năm trước. Tuy vậy năm nay thời tiết không thuận lợi nên đợt thu hoạch đầu tiên lượng trái không nhiều. Nói chung năm nay là cái đầu vụ này thì ớt lại nó cô hơn so như mùa nam, nhưng mà cái cái cái, cái tớ thì nó cũng nói chung là ít ít so là ít hơn mùa nam mùa nam là hết cũng nhiều mà năm nay thì nói chung là hết mấy cái dừa lứa nó nó ngót mát mà năm nay thì nói chung đo số là đo phần là nó nốm là nhiều theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh trồng trên 990 ha ớt vượt 49% so với kế hoạch so với các loại cây trồng khác mặc dù giá thu mua ớt rồi sụt thất thường nhưng cây ớt vẫn là sự lựa chọn của nhiều hộ nông dân ven các dòng sông lớn trong tỉnh